Sáng ngày 2 tháng 4, ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10, đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 tiến hành đình chỉ công tác với bảo vệ dân phố có hành vi đấm đá dã man hai thiếu niên ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10. Ông Khoa cho biết, hai thiếu niên này có hành vi đột nhập vào trường để ăn cắp vặt và bị bắt ngay tại trường. Tuy nhiên, bảo vệ dân phố sau đó đã có những hành vi không đúng. Hiện phường đã đưa hai thiếu niên về công an quận 10 để xử lý. Trong sáng nay ngày 2 tháng 4, quận sẽ có báo cáo về vụ việc này. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi cảnh hai thiếu niên 14 tuổi liên tục bị đấm, đá, tát vào mặt xảy ra tại phòng giám thị trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 0 giờ ngày 2 tháng 4, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố xác nhận clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị đánh dã man mà mạng xã hội truyền tay nhau từ chiều ngày 1 tháng 4 là xảy ra tại phòng giám thị của trường. Ông Thụy cũng thông tin rằng clip ghi lại cảnh người mặc quần áo dân phòng liên tục đá, tát vào mặt hai thiếu niên trên thì đến chiều ngày 1 tháng 4, ông mới được xem và biết rằng sự việc xảy ra ngay tại trường mình.